Ông TV xin kính chào toàn thể quý vị các bạn và tất cả các bác. Hoan nghênh tất cả các bác đến với kênh. Thì báo cáo các bác là đây một đàn ong của ông TV đây. Hôm nay kiểm tra cái đàn ong này và có hướng là muốn bo thêm bột cho nó ăn các bác ạ. Mình sẽ quay chút một chút để mời các bác cùng xem con ong nó đi làm về ở dưới cửa bên dưới nhé. Bây giờ là sắp tối rồi, bây giờ là 5:30 rồi. Các bác có thể thấy ong nó đi làm vẫn đang đi làm về đây này. Thế nhưng mà nó chỉ có tỷ lệ con ong nó đi về nó ít phấn lắm các bác ạ. Nên là mình phải bo thêm bột cho nó ăn. Thì đây em đã mang thêm bột đây rồi các bác ạ. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra cái đàn này. Xem nó như thế nào, nếu như mà nó đã ăn hết bột rồi thì mình lại kéo bột cho ăn thôi các bác ạ. Mãi nói quá, cái kích máy xong cái ống khói nó mất khói rồi các bác ạ, hết khói rồi. Đây, ô nó ăn hết rồi. Ô, cái đàn này ăn phấn giỏi thật đấy các bác ạ. Nó đã ăn hết sạch luôn rồi. Các bác ạ, cái đàn ong của chúng ta cái thời điểm trước ấy thì nó kém. Thế cái thời điểm này thì mình muốn cho nó lấy lại phong độ thì ta phải bổ sung thức ăn vào cho nó ngay. Để tích cực cho nó ăn thêm thức ăn các bác ạ. Mình phải tích cực cho ăn thêm. Chứ nếu mà không thì đàn ong nó sẽ rất là lâu hồi lại được các bác ạ. Vẫn còn ong rừng này, vẫn còn con ong đất đen này. Đấy, khi mà cho lúc mà mình không cho ong ăn bột ấy thì ta sẽ để cái thước vào các bác. Thế nhưng mà khi mà ta cho ăn ấy thì ta nên bỏ cái thước ra để lấy lối cho ong nó lên nó ăn nó dễ. À, một số bác có hỏi là tại sao ong TV lại để ong nó ít cầu như vậy đúng không ạ? Thì cái thời gian vừa rồi nó thời gian vừa rồi đây cái đàn ong nó phát triển rất là kém, mạnh quá. Thời gian vừa rồi ong phát triển kém đây này. Ô sao cái đàn này lộn xộn nhỉ, đáng là từ nãy giờ nó phải bình ổn lại rồi chứ. Nhiều mật lắm các bác ạ. À cái này nó bị giật mình nha các bác, ngửi cái mùi lọc ong rồi, chắc là nó bị giật mình thôi. Đấy các bác có thấy con ong nó đẻ rất là tốt nhá, con ong chúa nó đẻ rất là tốt đây này, không hề thưa quân đâu các bác ạ. Ong quân đây, quân rất là nhiều. Thì các bác muốn ong nó khỏe, ong nó ít bệnh thì các bác dồn đàn vào chứ đừng để thưa làm gì các bác. Nếu mấy hôm vừa rồi em thấy các bác chia sẻ là ong bị thối trùng các thứ nhiều ấy, thì do là cái nguồn chúng ta kém. Chú đẻ trứng chi chít đây rồi, nhưng mà cái cầu nó đen quá các bác, nó đen quá em zoom vào chắc các bác cũng không nhìn thấy được. Rất là nặng, cái cầu này nhiều mật lắm. Nên là có mưa thế chứ mưa nữa cũng không sợ gì cả. Không xi nhê gì hết. Hôm trước mới cắt cái này mà bây giờ nó đã xây một cục này rồi các bác này. Hôm trước có thể các bác có xem lại một số video hôm trước ông TV quay đấy. Bác thấy đẹp không ạ? Cái cầu này nó hơi bị xấu. Cầu này như thế này, cầu này là xấu hơn cầu kia. Cái thời điểm này thì ong nó chỉ được như thế này thôi các bác. Nhưng mà có một số đàn nó trội lên nữa cơ. Để vài bữa nữa có thời gian em sẽ quay cho các bác xem. Em chỉ kiểm tra những cái đàn chung chung bình bình thôi. Còn đàn đẹp thì là cái đàn thủ công các bác ạ. Trong một khu vực ong của mình ấy thì lúc nào em cũng phải để lại vài đàn gọi là đàn thủ công cho nó thật là khỏe. Những cái đàn đấy thì để cấp gọi là cung cấp sức lực cho những đàn khác. Ví dụ như đàn này chẳng may nó yếu chẳng hạn thế thì em sẽ bổ sung cầu đẹp sang đây luôn. Và thậm chí có thể là cần thiết thì ta sẽ bổ sung cầu nhộng và ong già luôn các bác ạ. À, một số bác có hỏi gọi điện là không liên lạc được thì các bác thông cảm cho. Thì cái việc mà nuôi ong và chia sẻ kỹ thuật, cái chia sẻ kỹ thuật thì chỉ là cái việc em làm cho nó vui và giúp đỡ mọi người thôi. Chứ còn cái này nó không ra tiền được các bác ạ. Quay video này không ra tiền được mà chia sẻ với các bác kinh nghiệm thì em cũng chỉ bớt một ít thời gian thôi. Thì báo cáo các bác là có bác nào có nhu cầu liên hệ thì cứ gọi, nhưng mà có thể lúc nào em rảnh thì em sẽ nghe máy các bác ạ. Ồ, nó bám hết vào cầu, nó bám hết vào thùng rồi, nó ít bám cầu quá các bác. Mà mật nhiều quá rồi.
Có lẽ là nắng ấm nên em sẽ quay mật của cái đàn này thôi. Đây này, nó bám xô về một bên các bác ạ. Chứ không phải ong thưa đâu. Cái mặt vừa nãy thì nhìn rất là thưa đúng không các bác? Nhưng sang cái mặt này thì rất là dày. Ê, ong chúa nó đẻ xuống tận sát xà cầu rồi luôn này các bác này. Không biết là máy nó có lấy nét vào được không? Để em zoom vào các bác xem nhé. Không biết nó lấy được nét vào trong này không các bác. Chúa đẻ sát xà cầu. Tóm lại là chúa đẻ sát xà cầu này các bác này. Rất là tốt. Con chúa này đẻ rất là tốt. Và đấy, khi các bác đi, ví dụ như các bác mua ong chẳng hạn thế, các bác lựa chọn cái đàn ong, thì hôm qua trên live stream em cũng có chia sẻ đấy. Các bác mà lựa chọn đàn ong thì các bác có thể là chọn nhộng cầu trùng rồi đấy. Một cái nữa là các bác nên chọn những cái đàn nào mà có ong chúa nhìn nó đẫy đà một tí. Ong chúa nào nó ngắn con mà nó bé con thì các bác đừng nên lấy. Thời điểm này thì các bác nếu như bác nào muốn mua ong thì cứ chuẩn bị tiền đi, chuẩn bị mua được nuôi được ong rồi đấy các bác ạ. Chuẩn bị đến mùa gọi là ong phát triển rồi đấy. Ong rất là đẹp đúng không các bác? Đấy, cái này mà bây giờ mà quay cho nó một lượt mật này đi thì chúa nó có chỗ nó đẻ thì rất là tốt các bác ạ. Em mong mưa thêm vài bữa nữa cho nó ăn hết mật đi. Chứ mưa như thế này thôi vẫn chưa lấy đà gì cả các bác ạ. Nhiều mật quá. Ong nó không, chúa không có chỗ để đẻ các bác ạ. Nó sẽ đảo cầu đi nhá. Cho cái cầu kia, cho cái cầu cũ, cầu già này vào trong. Nó dịu dịu trời xuống một chút và ngừng mưa, trời dịu xuống, hoa nó nở nhiều phấn, cái là em sẽ thay cầu đi luôn các bác ạ. Cái số lô cầu già này em sẽ bỏ đi. Lô cầu già em sẽ bỏ đi và em sẽ cho tầng nền vào luôn các bác ạ. Thật ra cái cầu già này nếu như mà bây giờ mà ong nó khỏe, gọi là ngoài trời nó tốt rồi thì em sẽ rũ luôn cầu này đi được ngay được các bác ạ. Bây giờ mà nếu mà bỏ luôn cầu này đi thì có cái nó hơi tiếc. Cầu này nó nhiều trùng, nhiều nhộng. Bây giờ mà rũ đi thì hơi tiếc. Chúa nó vẫn bò, vẫn đẻ trứng đây này. Thật sự ra con ong chúa này đẻ rất là tốt các bác ạ. Đẻ sát xà cầu đây này. Không còn chỗ để đẻ nữa. Không còn lỗ trống luôn các bác ạ. Nhưng mà em chỉ chê mỗi là nó nhiều mật quá. Thật sự ra là nhiều mật quá. Ok, bây giờ sẽ bo bột cho nó ăn các bác ạ. Sẽ kéo bột cho nó ăn. Các bác xem mà thấy ông TV chia sẻ những cái gọi là hay. Ôi, chết rồi. Tắt ngóm rồi. Thì mong các bác ủng hộ ông TV bằng cách nhấn nút like. Nút like thật nhiều vào các bác ạ. Nút like thay vì cái lời khen ấy. Con người mà ai cũng muốn khen các bác ạ. Hoặc nếu như mà thấy chia sẻ như thế hoặc là cách làm chưa được thì các bác có thể góp ý vào cái phần comment phía dưới. Hoặc là các bác nhấn nút dislike để em biết mình làm cái gì chưa được hay là đoạn nào chưa đúng thì sẽ chia sẻ, sẽ sửa để lần sau chia sẻ cho đúng hơn các bác ạ. Nó bị kẹp nên nó rất là hăng. Rồi bây giờ em sẽ dừng video để em sẽ cho kéo bột vào các bác ạ. Rồi cảm ơn các bác nhé, em xin phép được dừng video đây để em làm nốt công việc, không thì nó lại tối mất. Ong nó đang rất là hăng đây. Kéo sắp xong rồi các bác ạ, còn một ít bột này thôi. Đấy, bột sau khi các bác mà, ví dụ như các bác, một số bác có hỏi là để trong tủ lạnh có được không đấy. Nếu như mà các bác dùng chưa hết, các bác có thể cho trong tủ lạnh. Thế khi nào ví dụ như mà tầm 6 giờ tối các bác kéo cho ong ăn thì các bác phải bỏ ra từ tầm khoảng độ 5 rưỡi. Thì khi đó thì cái bột nó gọi là chúng ta giã như kiểu gọi là giã đông ấy các bác.
giảm cái nhiệt độ, giảm cái độ lạnh ở trong cái bột đi, rồi chúng ta kéo cho ong ăn là nó sẽ ăn ngay. Bôi kéo nó mặt cầu này sẽ ong sẽ ăn ngay. Hết mất khói rồi các bác ạ. Đây ví dụ như cái trường hợp này nhá các bác nhá. Thì em sẽ cho ong ăn luôn. Thì ví dụ như đây, ví dụ như các bác có khói thì chúng ta đổ đuổi ong nó xuống được dễ dàng thôi. Thế còn trường hợp này em không có khói các bác ạ. Em kéo cũng không vấn đề gì cả. Đây chúng ta sẽ đặt vào đây, kéo ra. Vừa kéo đi vừa bóp và vừa nắc sang bên phải bên trái để cho nó, nếu như mà con ong nào nó ở bên dưới nó sẽ chạy được ra các bác ạ. Thế cho nên em yêu cầu là, tại sao em yêu cầu là bột không được nhão quá nhưng mà cũng không được khô quá. Vẫn yêu cầu anh em làm là bột nó phải đủ, vừa đủ độ ẩm, không nên nhão quá các bác ạ. Nhão quá là nó khi mà chúng ta kéo này thì không thể tránh ong được và nó không giữ trên mặt cầu đâu các bác ạ, nó sẽ bị chảy xuống dưới ngay. Đấy, nó không có khói, nó hơi khó một tí nhưng mà không có gì là không làm được các bác ạ. Các bác nhìn có được không ạ? Khi mà anh em làm ong nhiều sẽ nhìn thấy cái cách mà chúng ta kéo bột, nó phát hiện ra là mình tay nghề của mình như thế nào các bác ạ. Cái đoạn này em kéo là nó hơi kém này, vướng con ong đâm ra là phải lé cho nó. Đây không có gì khó đâu các bác, kéo rất là đơn giản thôi. Đây cái cầu này đang rất nhiều ong đấy các bác nhé. Kéo này, kéo nốt nhát này này. Xong rồi em sẽ dừng video này. Đấy. Làm như thế này thì chắc chắn là lâu rồi. Nếu như mà các bác mà làm cẩn thận thì mang theo cái ống khói đi. Đây em để sơ suất này để nó tắt mất. Đấy, không có gì khó cả đâu các bác ạ. Được chưa các bác? Các bác nhìn thấy được chưa ạ? Rồi hôm nay em xin phép dừng video đây nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Tạm biệt các bác nhé.